Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com. Hôm nay xin được chia sẻ đến nhà đầu tư về những giá trị trên thị trường với những câu hỏi được đặt ra hiện nay ở trên thị trường về đầu tư, như tài khoản như thế nào có thể giao dịch để tạo được ra lợi nhuận, và tài khoản lớn hay nhỏ để chúng ta có thể giao dịch để có thể tồn tại được ở trên thị trường. Và rất là nhiều những kẻ trên thị trường giao dịch Forex này nói với nhà đầu tư rằng tài khoản Forex phải thế này hay thế kia mới có thể giao dịch, mới có thể vận dụng, mới có thể tạo được ra những giá trị lợi nhuận thật sự ở trên thị trường về đầu tư. Nhưng xin lỗi nhà đầu tư, ngay cả bản thân chúng ở trên thị trường giao dịch Forex này chúng còn không vận dụng được thì làm sao mà có thể cho nhà đầu tư được những giá trị thực tế trên thị trường. Tôi chia sẻ và mong muốn rằng những gì mà chúng tôi đang nỗ lực để gửi đến nhà đầu tư và cảnh báo nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể nhìn nhận, có thể đánh giá. Ở trên thị trường, mọi nhà đầu tư có thể trực tiếp thấy rõ được các kỹ năng giao dịch và những kỹ năng vận dụng ở trên thị trường. Và tôi xin được đi vào những dẫn chứng cụ thể bằng minh chứng từ chính những gì mà bản thân tôi đang giao dịch để gửi đến nhà đầu tư. Với bất kỳ một phương pháp nào ở trên thị trường hiện nay thì nhà đầu tư nên nhớ rằng không có chuyện là tài khoản giao dịch Forex phải lớn hay nhỏ mới có thể giao dịch được. Tài khoản giao dịch Forex lớn mới có thể giao dịch được, hoặc là tài khoản giao dịch Forex nhỏ thì không thể giao dịch được ở trên thị trường. Đây là điều hoàn toàn không đúng. Nhà đầu tư cần phải nhìn rõ vào thực tế của vấn đề, đó chính là bản thân các bạn có khả năng, có kỹ năng giao dịch hay không. Khi bản thân các bạn không có kỹ năng giao dịch thì xin lỗi nhà đầu tư, tài khoản lớn đánh các lệnh nhỏ, rồi cuối cùng chính nhà đầu tư cũng là những người gãy ở trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Bản thân các bạn phải hiểu rằng để giao dịch, để tồn tại, để nhìn nhận được vấn đề thì các bạn phải đi từ những giá trị nhỏ để lên những giá trị lớn. Nhưng trước khi đi vào giá trị nhỏ ở trên thị trường thì thực tế phải nhìn nhận vào khả năng giao dịch của bản thân các bạn, khả năng về kiến thức vận dụng áp dụng ở trong thực tế của bản thân các bạn. Và trước khi nhìn vào những vấn đề khả năng của bản thân mình thì bản thân nhà đầu tư phải nhìn nhận rằng thứ kiến thức, thứ phương pháp và những giá trị chia sẻ kinh nghiệm đó đã có được từ người ra chia sẻ, họ vận dụng, họ áp dụng vào trong thực tế tạo được ra lợi nhuận để minh chứng ở trên thị trường về đầu tư này hay chưa, hay hiện nay ở trên thị trường từ những thằng á quân Forex thế giới hay Ro Trader hoặc chuyên gia Forex hoặc chủ các kênh YouTube đang chia sẻ, chủ các diễn đàn Forex đang cho các bạn những giá trị về phương pháp hay kiến thức ở trên thị trường còn không chứng minh vận dụng được vào trong thực tế mà đòi tạo được ra những giá trị thực tiễn. Và nhà đầu tư đã từng bao giờ thấy được những kẻ đứng ra chia sẻ về phương pháp, kiến thức hay kinh nghiệm đó vận dụng, áp dụng vào trong thực tế để tạo được ra những giá trị lợi nhuận thật sự ở trên thị trường, để minh chứng thực tế vào trong thị trường giao dịch Forex này để cho nhà đầu tư hiểu được cách thức vận dụng, những cách thức điều chỉnh ở trên thị trường hay chưa. Đó mới là vấn đề để cho chúng ta nhìn nhận, đánh giá bất kỳ một ai có kỹ năng giao dịch thật sự ở trên thị trường. Để giao dịch bằng mồm, bằng mõm và những giá trị không có cơ sở trên thị trường, ai cũng có thể giao dịch được. Nhưng để đưa vào trong thực tế trên thị trường, đó mới là điều mà bản thân chúng ta cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Tôi mong muốn rằng những gì các bạn đang trải nghiệm, đang nhìn nhận trong thực tế, hãy chậm lại để hiểu rõ không có một phương pháp nào đúng mà cũng chẳng có một phương pháp nào sai. Chỉ có một giá trị duy nhất của một phương pháp không đúng ở trên thị trường này, đó là không tận mắt thấy rõ được những giá trị vận dụng và thực tế trên thị trường thì đó chính là phương pháp sai ở trên thị trường. Và nhà đầu tư nên nhớ rằng không có chuyện kẻ vẽ ở trên thị trường hoặc nhìn trên biểu đồ là bản thân các bạn đang thấy bản thân kẻ vẽ trên thị trường là bản thân các bạn có thể nhìn nhận, có thể đánh giá và gì nhỉ, có thể thấy rõ được kết quả trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, phán phân tích kẻ vẽ đẹp ở trên thị trường mà tạo được ra lợi nhuận thì đầy thằng ở ngoài kia đã có thể chứng minh được cho chúng ta những giá trị vận dụng trong thực tế. Chính vì bản thân chúng không vận dụng, không áp dụng được vào trong thực tế, chúng mới ra ngoài kẻ vẽ phân tích cho xu hướng rồi nói rằng TP R1, R2 hay R3 ở trên thị trường. Mỗi một phương pháp dù đánh scalp, đánh lướt hay đánh swing trên thị trường, tài khoản nhỏ còn chưa vận dụng, chưa áp dụng, chưa đưa được vào trong thực tế để tạo được ra những giá trị thật sự
trong một thời gian dài ở trên thị trường của chính nhà đầu tư đó, thì làm sao mà nhà đầu tư có thể vận dụng một tài khoản lớn ở trên thị trường? Tại làm sao những thằng làm IB trên sàn, những thằng dạy Forex, bắt tay với cả sàn giao dịch Forex, những thằng chủ các kênh YouTube đã chia sẻ kiến thức, chủ các diễn đàn Forex đã chia sẻ với nhà đầu tư đủ các thứ kiểu ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Chúng luôn luôn nói rằng tài khoản phải thế này hay thế kia mới có thể vận dụng giao dịch được. Ví dụ tài khoản 1.000 thì đánh 0.01, tài khoản 10.000 thì đánh 0.1 ở trên thị trường mới có thể tạo ra lợi nhuận. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những thằng nào như vậy ở trên thị trường về đầu tư Forex này đưa ra những giá trị đều giả như vậy, lừa lọc như vậy là những thằng không biết giao dịch. Tôi khẳng định với nhà đầu tư luôn. Bởi vì nhà đầu tư phải hiểu rằng không có chuyện chúng ta giao dịch như thế nào hoặc là khối lượng như thế nào. Bởi vì mỗi phương pháp sẽ có những cái cách vận dụng ra vào lệnh khác nhau, những điểm SL, những điểm take profit, và phụ thuộc vào những giá trị kinh nghiệm của nhà đầu tư, phụ thuộc vào những kỹ năng, phụ thuộc vào những diễn biến ở trên thị trường để tạo được ra những giá trị lợi nhuận ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Chẳng có cái thứ trader đéo nào ở trên thị trường giao dịch Forex này mà nói rằng từ tài khoản 10.000 mà đánh 0.1. Xin lỗi nhà đầu tư, các bạn đã trực tiếp cầm tài khoản quỹ chưa? Các bạn phải hiểu rằng khi các bạn cầm tài khoản quỹ 10.000 mà đánh dưới một lót thì xin lỗi nhà đầu tư, đéo ai giao cho bạn cái số tiền đó ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải hiểu rõ ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Bất kỳ một thằng nào ở trên thị trường về đầu tư Forex này nói với nhà đầu tư rằng chúng đang quản lý quỹ, chúng đang là chuyên gia Forex, chúng là á quân Forex thế giới, chúng đang copy trade hoặc bán lệnh ở trên thị trường, các bạn cứ bảo gọi trực tiếp cho tôi ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi sẽ là người chứng minh thực tế rằng bản thân chúng có giao dịch thực tiễn hay không ở trên thị trường về đầu tư Forex này, để cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị vận dụng ở trên thị trường. Bởi vì đơn giản rằng những giá trị bán lệnh, những giá trị cho về xu hướng, những giá trị cho về chiến lược ở trên thị trường, thằng nào cũng có thể làm được. Nhưng chỉ có một thứ giá trị duy nhất ở trên thị trường về đầu tư, đó là vận dụng và trong thực tế giao dịch chơi thực tế, áp dụng các phương pháp, áp dụng các kiến thức vào trong thực tế để tạo ra những giá trị lợi nhuận thật sự ở trên thị trường cho nhà đầu tư. Để nhà đầu tư đánh giá được thì đó mới là giá trị có cơ sở để chúng ta nhìn nhận vào trong thực tế ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ và mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tìm hiểu về thị trường, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại để mà có thể đánh giá được rõ. Tôi vận dụng chắc đến hôm nay thì bản thân nhà đầu tư có thể thấy rõ, từ những tài khoản rất nhỏ tôi có thể đi lên ở trên thị trường về đầu tư Forex này, chứ không phải tài khoản lớn. Bởi vì bản thân chúng ta là những trader, chúng ta tham gia vào thị trường Forex thì chúng ta phải hiểu rằng đây là thị trường của những giá trị của sử dụng đòn bẩy. Chính vì vậy những giá trị không phải của phương pháp, phương pháp chỉ là những yếu tố ban đầu để cho nhà đầu tư định hình được rằng bản thân của các bạn phải giao dịch, phải vận dụng như thế nào trên thị trường. Bản thân các bạn phải kiểm soát được hành vi, bản thân của các bạn phải kiểm soát được những giá trị tâm lý, bản thân của các bạn phải kiểm soát được những diễn biến ở trên thị trường. Các bạn mới có thể vận dụng từng phương pháp riêng lẻ và để phối hợp với cả nhau để làm sao tạo ra một giá trị lợi nhuận mát ở trên thị trường. Đéo có chuyện là tài khoản thế này 3% hay 5% một tháng. Bất kỳ một thằng nào nói rằng một tháng giao dịch bao nhiêu phần trăm, tôi khẳng định thằng đó là thằng bịp bợ, thằng đó là thằng đéo giao dịch được ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Chúng ta nên nhớ rằng ở trên thị trường này, khi các bạn không giao dịch được thì các bạn ném bao nhiêu tiền vào trong tài khoản, các bạn có đặt bao nhiêu SL vào trong cái tài khoản đó, thì cuối cùng mục tiêu của các bạn cũng là top loss cho đến khi cháy toàn bộ tài khoản. Còn khi các bạn giao dịch được thật sự ở trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, các bạn là những người sẽ quản trị những giá trị đó, các bạn là những người sẽ thích nghi, nhìn nhận vào những diễn biến đó ở trên thị trường và tự hiệu chỉnh những giá trị này ở trên thị trường, làm sao để cho giữ được vốn và tạo ra những giá trị lợi nhuận mát ở trên thị trường. Cũng giống như tài khoản này, tại sao tôi đưa lên để nhà đầu tư thấy rõ, tại sao tôi trong thời gian này tôi đánh 3 tài khoản nhỏ để tôi đưa đến nhà đầu tư. Bởi vì tôi muốn minh chứng với nhà đầu tư rằng muốn đánh swing hay đánh scalp hay đánh lướt hoặc là đánh hộp nhồi, đánh hẹp ở trên thị trường, chúng ta đều có thể vận dụng được từ những tài khoản nhỏ để lên những giá trị lớn, chứ không phải giống như bọn IB của sàn á quân Forex thế giới, pro trader, bọn thầy dạy Forex đều giả lừa đảo, hoặc là nhà chủ các kênh YouTube đang tìm đủ mọi cách để đưa nhà đầu tư vào con đường copy trade, hoặc là nhà dưới link IB của bản thân chúng hoặc các diễn đàn Forex đang bắt tay với cả các sàn để lừa đảo nhà đầu tư. Phải bảo nhà đầu tư rằng nhà đầu tư phải có tài khoản 1.000 để đánh 0.1
không một ở trên thị trường. Rồi khi bản thân các bạn tham gia giao dịch ở trên thị trường thì chúng sẽ bảo nhà đầu tư là nhà lệnh đang đi lỗ thì cần phải hẹt lại và bơm thêm tiền, bơm thêm 5.000 hay 10.000. Nhà đầu tư nên nhớ rằng số tiền của các bạn đang nạp vào trong sàn chính là những giá trị mà nhà bọn IB, bọn bắt tay với cả sàn, chúng sẽ được hưởng từ 6% cho đến 15% thậm chí 20% số tiền của nhà đầu tư nạp vào. Và bản thân các bạn phải hiểu rằng khi các bạn cháy tài khoản thì chúng sẽ được từ 20% cho đến 70% giá trị thỏa thuận tùy theo các cấp bậc, các giá trị mà bản thân chúng thỏa thuận được với cả sàn cũng như số tiền mà trong một tháng target chúng nó đưa ra để được vấn đề nhà bản thân sàn sẽ chấp nhận cho chúng sẽ ăn tiền cháy nổ với nhà đầu tư bao nhiêu phần trăm sẽ phụ thuộc vào số tiền nó sẽ ký ký với cả sàn. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Các bạn phải nhớ rằng không có một sàn nào được gọi là tốt hay không có một sàn nào được gọi là đều. Không có chuyện nạp rút nhanh ở trên thị trường mà sàn tốt hay sàn đều, nó phụ thuộc vào vấn đề. Không có chuyện là khi thị trường diễn biến ra mà chúng ta vào lệnh, sàn không cho vào lệnh mà lệnh của chúng ta đang đưa ra hạ đòn bẩy một cách liên tục ở trên thị trường, chưa kịp cắt lệnh nó đã stop loss, stop out trên thị trường. Thì đấy là những dấu hiệu của sàn lừa đảo và bị bợ ở trên thị trường về đầu tư forex này. Nhà đầu tư cần phải lưu ý những vấn đề này. Và các bạn phải nhớ rằng 2015 là nơi mà đã diễn ra vấn đề của một sàn rất là lớn, đó là sàn Iron FX. Nó đã làm sập bất rất là nhiều tài khoản ở trên thị trường giao dịch forex này và đã làm cho rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới đã mất tiền trên thị trường. Thế nên với nhà đầu tư phải hiểu rằng không có chuyện các bạn tin tưởng bất kỳ một sàn nào ở trên thị trường. Tôi khi nghi ngờ vào bất kỳ một sàn nào ở trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, tôi sẽ hủy lệnh và rút ngay tiền cho dù lệnh đó đang lỗ ở trên thị trường. Và nhà đầu tư cũng cần phải nhận biết một vấn đề rõ ràng rằng ở trên thị trường về đầu tư giao dịch forex này, xin lỗi nhà đầu tư, các bạn nếu đã từng ở trên này, đã bao nhiêu người có thể rút được lợi nhuận ở trên thị trường mà cần phải đi hỏi rằng sàn nào nạp rút nhanh ở trên thị trường. Các bạn đang nạp vào là một cách chuyên nghiệp hay là các bạn đang rút lỗ của chính bản thân các bạn ở trên thị trường về đầu tư forex? Đó là điều mà các bạn cần phải nhìn nhận về cái tài khoản của bản thân các bạn. Đấy là điều mà các bạn cần phải lưu ý. Các bạn đã rút được tiền lời của các bạn thực tế ở trên thị trường về đầu tư forex này ra hay là chưa? Đó mới là vấn đề. Đừng có bao giờ tin vào những các kênh YouTube chia sẻ bằng mồm bằng mõm, nói rằng ăn bao nhiêu, đưa ra một cái trading view ở trên thị trường giao dịch forex này nhìn rất là đẹp, mỹ miều, nhưng thực tế thì đéo giao dịch, đéo vận dụng, đéo có thấy giá trị kết quả của những gì mà bản thân chúng chia sẻ. Để mà nói mồm ăn vài nghìn bíp như vậy, tôi cũng có thể nói, hoặc bất kỳ một thằng nào cũng có thể nói, hoặc con nào cũng có thể đưa ra được ở trên cái thị trường giao dịch forex này. Chỉ có những giá trị thực tiễn chúng ta cần phải xác định, chúng ta cần phải nhìn, chúng ta cần phải có giá trị đánh giá kết quả, chúng ta mới biết được rằng người đó giao dịch như thế nào và vận dụng như thế nào, và tâm lý và những diễn biến hành động của bản thân người đó trên thị trường ra sao. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý khi trải nghiệm, khi tìm hiểu về thị trường giao dịch forex. Đây là cả một quá trình dài và lộ trình dài của bản thân tôi hay bất kỳ một nhà đầu tư nào. Chúng ta phải hiểu rằng những giá trị vấp ngã chính là những giá trị mà bản thân các bạn chưa đạt được ở trên thị trường về đầu tư. Các bạn cần phải nhìn nhận lại ở vấn đề này. Và các bạn cần phải lưu ý rằng tài khoản nhỏ hay tài khoản lớn đều là những giá trị ở kỹ năng để các bạn vận dụng, áp dụng vào trong thực tế. Tài khoản nhỏ, giá trị của lợi nhuận, giá trị của rủi ro sẽ khác hẳn. Nhưng khi bản thân các bạn không hiểu ở trong vấn đề này thì tài khoản nhỏ cũng sẽ mất y chang như tài khoản lớn. Bởi vì vấn đề khi các bạn mất tiền thì các bạn sẵn tiền, các bạn sẽ nạp. Bản thân hành động, hành vi của bản thân các bạn ở trên thị trường còn chưa hiểu rõ để kiểm soát, để mà nhìn nhận, đánh giá về giá trị cơ hội trên thị trường, thì xin lỗi là nhà đầu tư đừng bao giờ nói rằng bản thân các bạn có thể tạo được ra giá trị lợi nhuận ở trên thị trường về đầu tư forex này. Các nhà đầu tư nên nhớ rằng ăn trước mắt sẽ mất ở trong tương lai. Bởi vì chỉ có một thứ để cho nhà đầu tư có thể tạo được ra lợi nhuận một cách bền bỉ, đó là cả quá trình dài, ít nhất phải từ 4 cho đến 5 năm các bạn tạo được ra lợi nhuận đều đặn ở trên thị trường, và phải trải qua những giá trị biến động ở trên thị trường, hiểu được và biết được đâu là điểm dừng, đâu là những giá trị phải thoái vốn ở trên thị trường, thì đó mới là một nhà đầu tư có thể tồn tại được ở trên thị trường về đầu tư forex này. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tài khoản lớn, nếu bản thân các bạn không hiểu thì chỉ là vào lệnh nhanh và vào lệnh nhiều với những
nhiều lệnh ở trên thị trường cùng với những khối lượng dài một cách liên tiếp ở trên thị trường đầu tư Forex này, và tài khoản nhỏ các bạn còn chưa giữ được thì đừng nói rằng tài khoản lớn có thể tạo được ra giá trị lợi nhuận. Và tài khoản nhỏ các bạn còn chưa làm được hòa vốn thì làm sao tài khoản lớn các bạn giữ được? Tài khoản nhỏ các bạn còn chưa tạo ra lợi nhuận thì đừng mong rằng tài khoản lớn các bạn có thể tồn tại được. Và tài khoản nhỏ các bạn còn chưa có thể kìm hãm được hành động của bản thân mình thì xin lỗi, tài khoản lớn sẽ chỉ là con đường giúp nhà đầu tư để tan ra bại sản một cách nhanh chóng ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Đừng có bao giờ tin vào những giá trị của bọn IB trên sàn, hay bọn Á quân Forex thế giới, hay Roll Trader, hoặc những thằng thầy dạy không bao giờ chịu giao dịch thực tế, hoặc những kẻ được gọi là nhà chủ các kênh YouTube đang chia sẻ kiến thức, chủ các diễn đàn Forex đang chia sẻ phương pháp ở trên thị trường hoặc những kinh nghiệm giá trị mà không bao giờ thấy rõ ở thực tế, mà suốt ngày nói rằng quản trị vốn hay như thế này, phương pháp thế này hay thế kia. Xin lỗi nhà đầu tư, bọn đó tôi chỉ thẳng rằng đó chính là những kẻ lừa đảo bịp bợm trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Và tôi khẳng định về điều đó, bất kỳ một thằng nào muốn vào, tôi chấp nhận hết ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ và cảnh báo cho nhà đầu tư để nhà đầu tư hiểu rõ được những vấn đề và những góc khuất ở trên thị trường về đầu tư Forex này, và nhà đầu tư có thể thấy rõ đây là một tài khoản mà bản thân tôi đang giao dịch với cả một tài khoản rất là nhỏ, đi những lệnh ăn hàng nghìn pip ở trên thị trường, minh chứng và trong thực tế để nhà đầu tư thấy rõ được những giá trị hiệu quả này ở trên thị trường. Lợi nhuận bao nhiêu là do kỹ năng, là do kinh nghiệm và là do những giá trị mà bản thân các bạn đã gặt hái được thì các bạn mới có thể quản trị được hành vi, những giá trị tâm lý của chính nhà đầu tư trên thị trường giao dịch Forex đó. Còn xin lỗi nhà đầu tư, các bạn chưa quản trị được thì đừng nói rằng bản thân các bạn có thể chơi được. Chơi được là sao? Là các bạn phải giao dịch thực tế và lấy được tiền từ chính sàn đó ra bên ngoài để trang trải cho giá trị chi phí trong cuộc sống và để nuôi dưỡng được cho bản thân các bạn và chính gia đình của các bạn, thì đó mới là người có thể chơi được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi nhà đầu tư, 1.000 đô mà một tháng đòi gì nhỉ? Ăn 20-30 đô hoặc 10.000 đô vứt ra trên thị trường mà đòi một tháng vài ba chục đô hoặc 100-200 đô mà đòi rằng chơi được, xin lỗi nhà đầu tư, no never trong cái cuộc sống của các trader này trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tiễn. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang cảnh báo và cho nhà đầu tư thấy rõ, thì với cả những giá trị chia sẻ này, nhà đầu tư có thể tự đưa ra những giá trị và nhận định cho chính bản thân các bạn trên con đường mà bản thân các bạn đang trải nghiệm thực tế trên thị trường về đầu tư Forex này. Các bạn hãy đi chấp lại để nhìn nhận, các bạn hãy tự hỏi và hãy hỏi trực tiếp với những kẻ đang chia sẻ với cả bản thân các bạn rằng tại sao chúng không minh chứng ở trong thực tế, tại sao chúng không giao dịch thực tế mà chúng chỉ đưa ra những nhận định, những bánh vẽ, những giá trị mà nhà chụp trên điện thoại để cho nhà đầu tư. Tôi sẵn sàng cho bất kỳ một nhà đầu tư nào lên trực tiếp phòng chơi tôi, mở trên MT4, mở tài khoản ra, xuất trực tiếp tài khoản lịch sử, tự tay họ làm về điều đó, không có ngại ngần gì trong vấn đề này. Giao dịch được thì phải chứng minh, giao dịch được thì phải cho nhận mọi người thấy rõ ở trên thị trường này. Xin lỗi nhà đầu tư, nói mồm và những hình chụp trên điện thoại ai cũng có thể làm được, đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi là Trần Quốc Minh, chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi góc khuất ở trên thị trường về đầu tư Forex. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.